Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 11 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo. Đó là bài biểu thức có chứa chữ. Bài tiếp theo. Các em sẽ quan sát hình ảnh. Đây là bạn Tú và bạn Hà đang thi ném bóng vào rổ. Vậy nếu chúng ta có A, A là số bóng mà bạn Tú ném được vào rổ, B là số bóng mà bạn Hà ném được vào rổ, thì số bóng mà hai bạn ném được sẽ là chúng ta có biểu thức là lấy A cộng với B. Vậy A cộng B là biểu thức có chứa hai chữ, đó là chữ A và chữ B, phải không nào? Thế bây giờ nếu như mà chúng ta thay A bằng 1 vào, thay B bằng 3 vào đây, thì ta có A cộng với B bằng A các em thay bằng 1 này, B các bạn thay bằng 3, thì chúng ta có biểu thức là 1 cộng với 3 bằng 4. Vậy ta nói 4 là một giá trị của biểu thức A cộng với B. Vậy bây giờ nếu như mà A bằng 2, B bằng 5 thì sao? Thì chúng ta có biểu thức A cộng với B bằng, các em thay A bằng 2, thay B bằng 5 vào. Như vậy chúng ta sẽ có 2 cộng với 5 thì bằng 7. Như vậy ta kết luận lại là 7 là một giá trị của biểu thức A cộng với B. Mỗi lần mà các em thay chữ bằng số thì ta tính được một giá trị của biểu thức A cộng với B. Đấy. Mỗi lần mà chúng ta thay một giá trị A bằng một giá trị nào đấy, B bằng một giá trị nào đấy, bằng một số cụ thể nào đó thì chúng ta cộng vào thì chúng ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức A cộng B. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số các cái bài tập ở đây. Bài tập số 1, tính giá trị của biểu thức 3 nhân với A cộng với B nếu A bằng 8 và B bằng 15. Vậy nếu này A bằng 8, B bằng 15 thì chúng ta có biểu thức là 3 nhân A cộng B bằng, kem thay A bằng 8 vào thì ta có 3 nhân với 8 cộng với 15, B tức là 15, đúng không? Thay B bằng 15 vào. Ở đây có phép nhân và phép cộng thì các em thực hiện nhân trước cộng sau. Ta có 3 nhân 8 bằng 24, 24 cộng với 15 thì bằng 39. Như vậy, 39 nó là một giá trị của biểu thức 3 nhân A cộng với B. Xong được ý A, bây giờ cô các bạn chuyển tiếp sang ý B. Ý B thì bây giờ người ta lại cho A bằng 1 và B bằng 97. Thì cái biểu thức ban đầu ở đây này, thay vào cái biểu thức là 3 nhân A cộng B. Nếu như mà A bằng 1, B bằng 97 thì các em thay vào đây. Thì ta có là 3 nhân với 1 cộng với 97. Được chưa? Biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng thì các em thực hiện nhân trước cộng sau. Vậy ta có 3 nhân 1 bằng 3, cộng với 97 nữa. 3 cộng với 97 thì bằng 100. Các em sẽ kết luận lại là 100 nó là một giá trị của biểu thức 3 nhân A cộng B. Xong được bài tập số 1, những ai chưa xong các em hãy dừng lại một chút tiếp tục làm xong nhé. Cô chuyển sang phần luyện tập. Bài số 1 của phần luyện tập như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B, với AB cùng đơn vị đo rồi. Gọi S là diện tích của hình chữ nhật. Thì các em biết công thức tính diện tích của hình chữ nhật là lấy chiều dài nhân chiều rộng, tức là lấy A nhân với B. Áp dụng công thức tính, tính số đo trong bảng dưới đây. Thế bây giờ, nếu như mà chiều dài là bằng 7, chiều rộng bằng 5cm, thì các em tính diện tích lấy chiều dài nhân chiều rộng, tức là lấy 7 nhân với 5, đúng không? 7 nhân với 5 thì bằng 35cm². Như vậy ở đây các em sẽ điền là 35cm². Sang cột thứ hai. Ở cái cột thứ hai này, chúng ta biết diện tích rồi, biết chiều dài rồi. Muốn tìm chiều rộng, các em sẽ lấy gì? Diện tích các em chia cho chiều dài thì sẽ được chiều rộng. Như vậy chúng ta có B sẽ bằng S chia cho A, tức là lấy 35 chia cho 7. 35 chia cho 7 thì bằng 5. Như vậy ở đây các em sẽ điền vào là 5cm. Tương tự, muốn tìm chiều dài thì các em sẽ lấy diện tích các em chia cho chiều rộng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có A thì bằng S chia cho B. Vậy các em sẽ lấy 144 các em chia cho 9 thì bằng 16. Như vậy thì cái chiều dài trong cái trường hợp C này, chiều dài của nó sẽ bằng là 16cm², 16cm. Các em sẽ điền 16cm vào đây.
Ở phần phía dưới này là cách để các em tính ra các cái số này, để các em điền vào các cái ô ở đây nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 1 phần luyện tập. Những ai chưa đăng ký kênh thì các em hãy ủng hộ cô bằng cách nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Và hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa là kênh Miết Hạnh để xem thật nhiều các video miễn phí trên kênh. Quay chuyển tiếp sang bài tập số 2 như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B, với AB cũng cùng đơn vị đo. Ở đây người ta gọi B là chu vi hình chữ nhật. Vậy công thức tính chu vi thì chính bằng chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân 2, tức là lấy A cộng B trong ngoặc nhân với 2. Áp dụng công thức tính, yêu cầu các em tính các số trong bảng dưới đây. Những cái phần chấm chấm còn trống này này thì các em sẽ điền vào. Ở cái cột đầu tiên này, muốn tìm chu vi thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân 2, tức là lấy 8 này cộng 6 trong ngoặc nhân với 2. 8 cộng 6 bằng 14. 14 nhân 2 bằng 28 cm. Như vậy ở đây chu vi bằng 28 cm. Tiếp theo cũng là tìm chu vi. Vậy thì muốn tìm chu vi, các em lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Như vậy lấy 12 cộng với 7 trong ngoặc nhân 2. 12 cộng 7 bằng 19. 19 nhân 2 bằng 38. Như vậy ở ô này các em sẽ điền cho cô là 38 m. Sơ nghĩ tiếp theo, người ta cho chu vi rồi, các em muốn đi tìm chiều rộng. Thì trước tiên các bạn phải đi tìm nửa chu vi bằng cách lấy cả chu vi này này. Cả chu vi chia cho 2 thì sẽ ra nửa chu vi, mà nửa chu vi đấy chính là tổng hai cái số này này. Tổng hai cái này thì bằng 60 chia 2, tức là bằng 30. Sau đó các em lấy nửa chu vi, các em trừ đi chiều dài thì sẽ ra chiều rộng. Như vậy lấy 30 trừ đi 20 thì bằng 10. Như vậy ở đây chiều rộng ở đây sẽ bằng 10 mét. Các em sẽ điền cho cô số 10 vào đây. Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập của bài 11 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.